Xin chào các bạn đã đến với phần tiếp theo của khóa học After Effects Motion Graphics and Animation của chúng ta. Ở phần này, mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về quy trình cơ bản để tạo dựng nên một video motion graphics, animation và hoạt hình. Ở đây thì khi mình làm chuyên nghiệp ấy, thì bất cứ một dự án nào nó cũng cần có một quy trình bài bản. Thì ở Umaster mình và bản thân mình khi mình sử dụng vào các dự án lớn thì mình luôn tuân theo quy trình gồm 8 bước như thế này. Và ở đây nhé, ở đây gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bước. Đấy, mình có thể gom lại 7 bước như này để mà bạn dễ học hơn. Ngoài ra là trong những trường hợp cụ thể, dự án của mình dễ hơn, hoàn toàn mình có thể bỏ đi một số bước. Ở đây mình sẽ nói cho bạn biết và mình sẽ ví dụ cho bạn biết là trường hợp nào mình có thể bỏ bớt đi và trường hợp nào mình cần tuân theo quy trình 7 bước như này hoàn chỉnh luôn, được chưa? Một cái nữa là tại sao chúng ta khi làm một cái animation, một cái sản phẩm hoạt hình hay là một cái sản phẩm motion graphic thì chúng ta cần phải tuân theo những cái bước này, là bởi vì như thế này. Bản thân mình đã trải qua khá là nhiều dự án và những cái dự án mình trải qua thì nó khá là đều nhau, có nghĩa là chất lượng nó khá là đều nhau, bởi vì mình đều tuân theo một quy trình như này và mình có sự nghiên cứu và từng bước mình đi bài bản đàng hoàng. Còn nếu như trường hợp bạn không tuân theo một quy trình hoàn chỉnh, bạn làm theo kiểu là ngẫu hứng thì rất có thể là dự án này bạn làm tốt nhưng qua dự án sau bạn không làm tốt nữa. Thì đấy là một cái điểm mà bạn cần phải lưu ý, tức là mình cần có một quy trình bài bản để mình có thể làm bám theo và mình quản lý công việc thật là hiệu quả. Ok chưa? Rồi. Một cái nữa, trước khi bước vào quy trình làm này thì mình sẽ phân biệt một tí về thế nào là motion graphic và thế nào là animation. Thực ra là nhiều bạn khi mà bạn học về đồ họa chuyển động thì bạn thấy là motion graphic và animation ấy thì nó khá là giống nhau và hầu như nó không có sự phân biệt. Ở đây mình có thể phân biệt như này. Càng về hiện tại và về tương lai, khi mà cái nhu cầu về animation càng ngày càng lớn, cái nhu cầu về đồ họa chuyển động càng lớn thì là motion graphic và animation càng ngày thì nó càng tách biệt ra về khái niệm. Ở đây motion graphic có nghĩa là mình nói đến những cái đồ họa chuyển động, những cái chuyển động qua về, những cái chuyển động tạo ra để nó làm tăng tính sinh động cho một cái nội dung số. Đó là về motion graphic, tức là nói đến tất cả những cái chuyển động để nó làm tăng tính sinh động cho nội dung số. Còn animation là khi mình nói về, thường thường khi nói về animation ấy, mình sẽ nói nhiều hơn về một cái tác phẩm mà nó có sự diễn xuất nhân vật trong đó. Có nghĩa là animation là cấp độ cao hơn so với motion graphic, bởi vì trong animation ngoài cái diễn tả cảnh vật chuyển động, những cái thứ chuyển động, những cái chuyển động đơn giản thì điều nó có trong đó nữa, nó chứa trong đó, đó là cái cảm xúc, cái diễn hoạt hành động của nhân vật đó. Cái đó là motion graphic và animation. Thì trong khóa học này chúng ta sẽ học tổng quát về cả motion graphic và animation đấy, và cách gọi khác của animation, nó có thể gọi cách khác đó là một ấn phẩm hoạt hình đó. Rồi, đây là một quy trình chung để mình làm một cái ấn phẩm motion graphic hoặc là animation. Ok, thì ở đây chúng ta bước đầu tiên đó là chúng ta idea, là lên ý tưởng đấy. Bắt đầu một cái dự án bao giờ cũng là một cái ý tưởng, cái này là cái điều mình nói mãi trong tất cả những khóa học mà mình đã dạy các bạn tại Umaster. Idea, ý tưởng. Ý tưởng có nghĩa là ví dụ bây giờ bạn muốn làm một cái sản, một cái TVC về một cái kỹ năng sống chẳng hạn, thì bạn phải biết là ý tưởng của mình, cái tên của cái đề tài đó là gì. Cái bước tiếp theo, sau mình có ý tưởng rồi thì mình sẽ lên script. Script có nghĩa là lên kịch bản chi tiết cho cái sản phẩm của mình đấy. Bạn hiểu cái này như kiểu dàn ý ấy. Ví dụ như bài văn thì cái ý tưởng nó chính là cái tiêu đề và cái script chính là cái dàn ý để mình có thể viết được cái bài văn đó. Đây thì cái script có nghĩa là lên kịch bản chi tiết. Ngoài ra là cái dàn ý của bài văn đó thì nó không phải là một cái dàn ý rất là sơ khai nữa, mà nó phải chi tiết và diễn tả được từng cái cảnh một trong cái diễn biến câu chuyện. Rồi, một cái nữa là script này là một cái kịch bản chi tiết, nó diễn tả bằng văn bản, có nghĩa là đây là kịch bản, văn bản chữ đấy. Và cái bước vẽ storyboard là cái bản, là cái bước là mình biến cái kịch bản chữ này thành cái kịch bản hình vẽ. Ở đây storyboard có nghĩa là các diễn biến lớn câu chuyện, hay nói cách khác dễ hiểu hơn đó là storyboard, tức là mình biến cái kịch bản script chữ trên này thành một cái kịch bản mà nó là hình vẽ. Ở đây thông thường mình có hai cái bước sau khi vẽ storyboard này. Thông thường nhá, bước 1 là mình vẽ storyboard bằng bút chì, có nghĩa là bước mình sketch ra, vẽ giấy bằng bút chì, pitching bút chì ra bằng giấy, tất cả những cảnh của câu chuyện bằng bút chì. Cái bước số 2 ở đây là mình tiến hành vẽ storyboard trên Illustrator đó. Thì ở hai bước này thì bên Umaster mình và cách thường thường mình chọn ở đây là mình sẽ vẽ luôn trên Illustrator, có nghĩa là mình vẽ storyboard lên, sắp xếp luôn trên Illustrator hay là các công cụ minh họa khác đấy. Storyboard có nghĩa là mình chuyển thể cái kịch bản này
thành cái kịch bản chữ này thành một cái kịch bản thành hình, cái phân cảnh của câu chuyện. Đấy. Thì ở đây bạn có thể hiểu như này nhé. Bây giờ mình sẽ lấy một cái dự án thực tế ra, ví dụ đây. Đây là một cái dự án thực tế mà mình làm cho bên TBC, bên Vietinbank. Thì ở đây bạn có thể thấy là đây là tập 8, thì đây là kịch bản chữ này, đây chính là script này, được chưa? Đấy, ý tưởng chính là cái tiêu đề này. Và đây là kịch bản chữ, script, bạn có thể thấy là 1, 2, 3, 4, những cảnh nào, lời thoại như nào, phân cảnh như nào, đây, tất cả là ở đây. Đó, đây là kịch bản script. Và tiếp theo, cái bước mà mình vẽ storyboard, có nghĩa là mình biến cái kịch bản chữ đấy thành hình. Đây, mình có thể ví dụ luôn. Đây, bạn thấy là tất cả những cái kịch bản chữ đó, mỗi mỗi kịch bản chữ nó được chuyển thành một cái hình ở đây. Đây, đây là tất cả những cái storyboard mà mình vẽ. Được chưa? Đấy, mình vẽ tất cả những phân cảnh lớn ra. Đấy. Đó, những cảnh chuyển động để mình có thể hiểu được. Đây, bạn có thể thấy là rất nhiều phân cảnh mình vẽ ra ở đây. Đấy, đó, được chưa? Đó là bước vẽ storyboard, có nghĩa là mình biến cái kịch bản chữ này thành kịch bản hình. Đấy, bước này là bước bạn cần phải đặc biệt quan trọng mình. Rồi, tiếp theo là bước graphic. Đây, thì ở Umatter mình ấy, thì mình hay tích hợp cái bước vẽ storyboard và graphic này là một. Đây, có nghĩa là mình không vẽ storyboard trên bút chì nữa, mà mình tiến hành mình graphic cái storyboard này trên Illustrator luôn. Thì đây khi bạn làm chuyên nghiệp thì bạn có thể đẩy hai bước này lại một, có nghĩa là mình vẽ storyboard trực tiếp trên Illustrator. Đấy. Ngoài ra là trong trường hợp mà nhân vật khó, nhân vật mà đòi hỏi phức tạp thì bạn thường thường bạn cần pitching bút chì trước, sau đấy bạn graphic lên Illustrator. Đấy, thông thường nhé, ở Umaster mình thì mình sẽ tập hợp, mình sẽ làm hai cái này là một, có nghĩa là mình vẽ mọi thứ trên Illustrator luôn. Đấy, ngay cả người. Trường hợp mà người khó quá thì mình sẽ vẽ bút chì trước, sau đấy mình nhúng vào Illustrator và mình vẽ thành graphic, được chưa? Đấy. Bước storyboard và graphic này có thể nhập lại một cũng được. Rồi. Ngoài Illustrator ra thì có một số phần mềm khác, ví dụ như Corel hay là những phần mềm dựng hình khác nó vẫn làm được. Thì ở đây mình ưa chuộng Illustrator bởi vì nó rất là mạnh để nó diễn tả được cái phần này. Rồi. Tiếp theo là về bước tiếp theo nhé. Sau khi mình đã vẽ xong tất cả phân cảnh lớn rồi, đây. Đây là những phân cảnh lớn của câu chuyện. Phân cảnh lớn của câu chuyện mình sang là tập 8. D. Master. Đây, tập 8. Đây, bạn có thể xem là phân cảnh lớn câu chuyện mình đã có hết cái này rồi. Đây, và mình vẽ tất cả những cái này. Đây là cái file mình xuất ra khách hàng thôi. Còn cái file vẽ của mình đây chính là đây, bạn thấy tất cả rất nhiều file AI ở đây. Cảnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây, rất nhiều cảnh mình vẽ ở đây. Đấy, bạn có thể thấy được chưa? Một cái nữa là gì ạ? Một cái nữa là trong cái kịch bản script ấy thì nó có thể chia thành 1 2 3 4 cảnh như này, rất nhiều cảnh từng cảnh như này. Nhưng mà trong cái hình vẽ của mình ấy, nếu ở ví dụ có ba cái cảnh của văn bản chữ ấy, nó có thể thể hiện cùng trong một cái storyboard thì mới có thể thể hiện ba cái đó trong một cái storyboard mình vẽ luôn. Ví dụ ở đây là mình có đây này, có cảnh 2 3 4 này, mình cùng nhét cái bản bằng chữ 2 3 4 đấy trong một cái cảnh storyboard ở đây. Hay là ở đây mình có rất nhiều cảnh 26B 27 28 29 30 31 đây, 5 cái cảnh liên tiếp mình nhét vào cùng một cái storyboard. Ví dụ như là có những cái phân cảnh ở kịch bản của mình là câu chuyện là hai nhân vật nói chuyện qua lại với nhau chẳng hạn, để nói lại qua lại với nhau chẳng hạn, năm sáu câu như vậy, nhưng mà nó đang đứng trên cùng một cái nền cảnh chẳng hạn, thì mình hoàn toàn có thể vẽ nó trên một cái storyboard. Đây là cái ví dụ và phân biệt cho các bạn biết hiểu như nào là khi mà mình storyboard bằng Illustrator và storyboard trên cái kịch bản văn văn bản. Một cái nữa, khóa học này của mình là khóa học mà mình tập trung vào đồ họa chuyển động thôi, thành ra là bạn nào bạn muốn mà tức là để mà có sản phẩm hoạt hình ấy thì bạn phải vẽ tốt đã. Đấy, thì có hai cách. Một là bạn kết hợp với một bạn vẽ để bạn làm chuyển động và bạn ấy vẽ trước và bạn lấy hình của bạn ấy bạn làm chuyển động. Cái thứ hai là bạn muốn làm chủ từ khâu vẽ đến khâu làm chuyển động luôn thì bạn có thể tìm hiểu khóa học khác mà mình cũng đã public trên Edomore hay là Unica, khóa học tên là đỉnh cao đồ họa vector cùng Illustrator CC 2018. Tức là muốn làm phần vẽ tốt thì bạn buộc lòng bạn nên tham khảo khóa học đó của mình. Ngoài ra nếu có điều kiện thì bạn có thể tham khảo những khóa học offline của Umaster do mình trực tiếp hướng dẫn. Đấy. Và hai cái khóa học mà nổi tiếng nhất của bên Umatter mình đó là khóa học tạo hình Illustrator và khóa học After Effects Motion Graphics và Animation phiên bản offline. Rồi, tiếp theo sau bước làm vẽ storyboard xong rồi thì chúng ta tiến hành làm chuyển động, có nghĩa là bao nhiêu phân cảnh chúng ta vẽ ra ở đây, đây tất cả phân cảnh chúng ta vẽ ra ở đây thì chúng ta sẽ ném vào After Effects và chúng ta làm chuyển động, có nghĩa là ở đây này bạn thấy là người đứng ở đây thì bây giờ bạn cần làm cho người này chuyển động cử động đúng không ạ? Tức là bạn ném tất cả cái này vào After Effects và chúng ta tiến hành làm chuyển động, có nghĩa là After Effects chỉ có nhiệm vụ là làm chuyển động mọi thứ thôi, còn khâu vẽ là khâu của Illustrator. Đấy, đó là cái sản phẩm hoạt hình hoàn chỉnh.
Bước tiếp theo sau khi chúng ta làm animation xong thì chúng ta sử dụng cái Void và SFX. Thì đây là hiệu ứng cộng thêm, có nghĩa là khi hình xử lý xong rồi, hình xong rồi thì chúng ta có ví dụ như Void thu tiếng hay là hiệu ứng âm thanh chúng ta add vào. Ví dụ như ở đây chúng ta lại tiếp tục qua đây, ví dụ chúng ta có phần Void đây, Void là cái phần đây, phần Void đây, chúng ta có thể add cái phần Void này vào cái video của mình, hoặc là có hiệu ứng âm thanh nào chúng ta có thể add vào luôn để nó ra một cái hoạt hình hoàn chỉnh đây đấy. Thì đây là một cái dự án có bản quyền thì mình không thể chia sẻ được, thì bạn có thể hiểu như vậy để bạn có thể làm ứng dụng vào cái sản phẩm của mình nhé. Tiếp theo là âm thanh hoặc là thu âm đấy. Tiếp theo là mình render, mình ở đây đây là cái bước của VFX là âm thanh hoặc là thu âm đấy, và render là bước cũng là bước xuất ra đấy. Thì đây là một quy trình 7 bước mình rút gọn lại để mình có thể làm tốt cái sản phẩm của mình. Và tất cả dự án hoạt hình nào thì bạn nên tuân theo quy trình những bước là animation như này đấy, trừ những cái dự án riêng đặc thù riêng thì nó có thể bỏ bớt một số khoản. Còn ví dụ như khi bạn làm một sản phẩm ở đây hoàn chỉnh thì bắt buộc nó phải tuân theo một quy trình như này thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng của cái sản phẩm đó đấy. Ok, thì rất hy vọng trong cái video này bạn đã phần nào hiểu được như thế nào một cái sản phẩm animation, một cái sản phẩm hoạt hình được tạo ra như thế nào, và để làm ra nó thì cần những cái bước gì đấy, và bạn cần những kỹ năng gì để có thể làm được đấy, và bạn có một tầm nhìn tổng quan về animation. Thì mình rất vui khi được chia sẻ bạn kiến thức hữu ích này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những phần học tiếp theo.